không là một, cũng không phải khác. Thanh Tịnh Đạo. Chương 29. Cái gì đi tái sanh? Lý vô ngã. Ngoài danh và sắc, phần tâm linh và phần vật chất là hai thành phần cấu tạo chúng sanh. Phật giáo không chấp nhận có một linh hồn vĩnh cửu hay một bản ngã trường tồn, mà con người đã thọ lãnh một cách bí ẩn, từ một nguồn gốc cũng không kém bí ẩn. Một linh hồn mà trường cửu tất nhiên phải bất biến, trước cũng như sau. Nếu linh hồn mà người ta giả định là phần tinh túy của con người là trường tồn vĩnh cửu, thì linh hồn không thể tái sanh hay hoại diệt, mà ta không thể giải thích vì sao từ lúc sơ khởi linh hồn này lại khác biệt rất xa với linh hồn kia. Để chứng minh rằng có những lạc thú vô cùng tận trên một thiên đàng vĩnh cửu và cảnh khổ đau vô cùng tận dưới một địa ngục trường tồn, tất nhiên phải chủ trương có một linh hồn trường cửu. Bertrand Russell viết: "Tôi phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã tiêu tan như mây khói, bởi vì vật chất đã mất tính chất cứng rắn của thể đặc, mà tâm cũng mất tính chất tinh thần của nó. Tâm lý học vừa bắt đầu trở thành một ngành khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của tâm lý học, sự tin tưởng nơi một cái gì trường tồn vĩnh cửu không có cái nào đòi hỏi khoa học tán trợ. Theo nhà học giả Nguyên Bác, tác giả quyển The Riddle of the Universe, biện chứng thần linh học chủ trương có một đấng tạo hóa thổi vào con người một linh hồn bất diệt. Đó là một chuyện thần thoại, biện chứng vũ trụ luận cho rằng trật tự luân lý của thế gian đòi hỏi phải có một linh hồn trường tồn bất diệt. Đó là giáo điều vô căn cứ. Biện chứng chung quả luận chủ trương rằng do sự tiến triển không ngừng của con người để cải thiện vận mạng mình, những khuyết điểm của linh hồn phàm tục phải được cải tiến mãi mãi trong đời sống và sau kiếp sống. Đó là một lối hiểu sai lầm của thuyết sinh vật đồng nhân, cho rằng tất cả những sinh vật đều có hành động và tư tưởng như người. Theo biện chứng đạo đức luận, những khuyết điểm và những tham vọng chưa được thỏa mãn trong đời sống phải được bổ khuyết và đền bù một cách công bình và vĩnh viễn sau kiếp sống. Đó chỉ là một điều mong ước cuồng nhiệt. Biện chứng nhân chủ luận cho rằng sự tin tưởng nơi tánh cách bất diệt của linh hồn cũng như sự tin tưởng nơi một đấng tạo hóa là chân lý cố hữu trong toàn thể nhân loại. Đó hiển nhiên là một sai lầm. Biện chứng bản thể luận chủ trương rằng linh hồn là một thực thể đơn giản, vô hình và bất khả phân, tức không thể bị liên quan đến sự vong hoại do cái chết gây ra. Điều này căn cứ trên quan niệm sai lạc về hiện tượng tâm linh. Đó là ảo mộng của duy thần luận. Tất cả những biện chứng kể trên cũng như tất cả những giả thuyết tương tự về bản ngã đã lâm vào tình trạng nguy ngập trong vòng 10 năm nay và đã bị khoa học chỉ trích và bác bỏ hoàn toàn. Nếu không có chi dưới hình thức linh hồn chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, thì cái gì được tái sanh? Hỏi như vậy, đương nhiên là chấp nhận có một cái gì tái sanh. Cách đây vài thế kỷ có lập luận Cogito ergo sum, tôi tư tưởng tức là có tôi. Đúng như vậy. Tuy nhiên, trước tiên phải chứng minh rằng có một cái tôi đang tư tưởng. Chúng ta nói rằng
mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Mặc dù ta biết rằng thật sự không phải mặt trời mọc lên và lặn xuống, mà chính là quả địa cầu quay. Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ta không thể gõ hai lần đúng y vào một chỗ, mặc dù bề ngoài là như vậy. Tất cả đều biến đổi rất nhanh chóng, không thể có hai khoảnh khắc giống hệt nhau. Người Phật tử đồng ý với Bertrand Russell khi ông nói: hiển nhiên có vài lý do để chủ trương rằng cái tôi ngày hôm nay và cái tôi ngày hôm qua là một. Và để lấy một thí dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu cùng một lúc tôi thấy một người và nghe người ấy nói ác, có cảm giác rằng cái tôi đang nghe và cái tôi thấy là một. Cho đến những ngày gần đây, các khoa học gia còn tìm nơi tính cách bất khả phân tán và bất khả diệt của nguyên tử. Với đầy đủ lý lẽ, các nhà vật lý học đã phân tán hạt nguyên tử ấy ra từng loạt, những thành phần nhỏ. Cũng vì những lý do không kém chánh đáng, các nhà tâm lý khám phá rằng tâm không phải là một thực thể đồng nhất với cái gì liên tục trường tồn, mà là một loạt những yếu tố kết hợp với nhau trong những liên quan mật thiết nào. Do đó, vấn đề trường tồn bất diệt trở thành câu hỏi rằng sau khi thể xác kia chết thì những yếu tố của tâm và những yếu tố của thân có còn tiếp tục liên quan mật thiết với nhau không? Cũng như C.E.M. Chuck viết trong quyển The Meaning of Life, vật chất đã tan rã dưới chính mắt chúng ta. Nó không còn ở thể đặt, không còn bền vững trường tồn, không còn bị những định luật cưỡng chế quy định. Và quan trọng hơn tất cả, không còn được biết là gì. Vậy, hình như cái được gọi là nguyên tử có thể bị phân tán và có thể bị tiêu diệt. Những điện tử và dương tử cấu thành một nguyên tử có thể gặp nhau và tiêu diệt lẫn nhau. Trong lúc ấy, sự bền vững của hai thành phần điện tử và dương tử chỉ tựa hồ như sự vững bền của một lượng sóng không có giới hạn chắc chắn và luôn luôn nằm trong tiến trình biến đổi liên tục. Cả hai đều thay đổi hình thức và vị trí. Theo Đức Giám Mục Bud Kerley, cái được gọi nguyên tử là một giả tưởng của siêu hình học, và Ngài chủ trương có một thực chất tinh thần gọi là linh hồn. Sau khi tìm hiểu cái hồn, hôm viết như sau: có vài triết gia tư tưởng rằng trong buổi chập tư tưởng chúng ta mật thiết ý thức cái gọi là ta, và chúng ta cảm giác rằng cái ta có thật và thật sự tồn tại. Các triết gia ấy, ngoài sự hiển nhiên của mọi luận chứng, cũng quả quyết rằng cái ta hoàn toàn không biến đổi và không thể phân chia. Riêng về phần tôi, khi xâm nhập mật thiết vào cái mà tôi gọi là tôi, thì luôn luôn tôi vấp phải một cảm giác đặc biệt như nóng hay lạnh, sáng hay tối, thương hay ghét, vui hoặc buồn. Tôi chưa từng bắt gặp cái tôi ngoài những cảm giác ấy và chưa hề chiêm nghiệm được cái gì ngoài cảm giác. Bison nói, tất cả mọi tâm thức chỉ tồn tại trong thời gian sinh hoạt và một trạng thái tâm. Nếu không biến đổi thì không còn là trạng thái nữa. Trạng thái tâm là một sự biến đổi không ngừng. Nếu sự biến đổi ngưng là trạng thái tâm cũng ngưng. Trạng thái tâm chẳng qua là sự biến đổi. Theo nhà tâm lý học trứ danh Watson, chưa có ai từng sờ đụng một linh hồn hay nhìn thấy linh hồn trong một ống thí nghiệm hay bằng cách gì khác để tiếp xúc với linh hồn như đã từng tiếp xúc với các vật khác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngờ vực sự hiện hữu của linh hồn được coi là phản tôn giáo và có thể bị rơi đầu, cho đến ngày nay, người có địa vị ưu tú cũng không dám nêu vấn đề ấy lên. Đề cập đến vấn đề linh hồn, giáo sư James viết: cho đến nay,
để giải thích những sự kiện thật sự có thể chứng minh được về kinh nghiệm của thân, thì thuyết linh hồn là hoàn toàn vô ích. Cho đến nay, không ai có thể bị cưỡng bách phải chấp nhận thuyết ấy vì những lý do khoa học. Cái ta là sự kết hợp do kinh nghiệm cấu tạo với sự vật đã được biết một cách khách quan. Vậy cái ta biết được sự vật ấy không thể là một sự kết hợp, không thể dùng cái ta ấy trong những nhu cầu tâm lý và xem nó như một thừa thể siêu hình không biến đổi, một linh hồn trường tồn bất biến. Cũng như không thể xem nó như một nguyên lý, một bản ngã siêu diệt vượt ra ngoài thời gian. Cái ta chỉ là một tư tưởng biến đổi từng chập, không một tư tưởng nào giống chập tư tưởng trước kế đó, nhưng luôn luôn thuận ưng theo chập tư tưởng trước để cùng chung hợp lại thành một tư tưởng riêng biệt. Giới giáo sư Chen kết luận đoạn sách thích thú về linh hồn như sau: chính cái tư tưởng là người tư tưởng, và đó là dư âm của những lời mà Đức Phật đã dạy từ hơn 2.500 năm trước trong vùng thung lũng sông Hàn. Phật giáo dạy một thứ tâm lý học, trong đó không có linh hồn. Phật giáo chủ trương rằng chúng ta là sự cấu hợp của hai thành phần danh và sắc, phần tâm linh và phần vật chất, và hai thành phần này ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi như một dòng suối trường lưu bất tức. Từ ngàn xưa, những nhà hiền triết Ấn Độ cũng có tin một nguyên tử bất khả phân tán gọi là Paramanu. Theo quan niệm thời bấy giờ, 36 Paramanu hợp thành một Anu, 36 Anu hợp thành một Tajisari, 36 Tajisari hợp thành một Ratharinu, một hạt bụi rất nhỏ mà ta thấy dẫn dơ trong làn ánh sáng gọi là Ratharinu. Vậy nếu chia một hột bụi kia làm 46.656 phần thì Paramanu là một phần nhỏ ấy. Theo quan niệm thời bấy giờ thì Paramanu là đơn vị vi tế nhất của vật chất, không thể phân chia được nữa. Với nhãn quan siêu phàm, Đức Phật phân tách Paramanu và tuyên bố rằng Paramanu gồm có những năng lực tương quan gọi là Paramattha, hay là thành phần chánh yếu của vật chất. Những Paramattha ấy là đất, nước, lửa và gió, gọi là tứ đại. Đất là thành phần có đặc tính duỗi ra, thể chất của phần vật chất. Nếu không có thành phần đất thì một vật thể không thể chiếm không gian. Hai tính cách tương đối cứng và mềm là điều kiện của thành phần ấy. Nước là thành phần có đặc tính làm dính liền lại. Do ngũ quan, ta có thể tiếp xúc với thành phần đất, nhưng không thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để tiếp xúc với thành phần nước trong vật chất. Chính thành phần này làm cho những phân tử rời ra của vật thể dính liền lại và cho ta ý niệm hình thể. Khi một vật ở thể đặc chảy ra thì thành phần nước trong chất lỏng ấy trở nên trội hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, trong mỗi hột bụi tí ti cũng có chứa thành phần nước. Hai Paramattha, đất và nước, trong vật chất liên quan với nhau thật là mật thiết. Khi thành phần nước có đặc tánh làm dính liền tiêu tan thì thành phần đất có đặc tính duỗi ra cũng không còn. Lửa là thành phần nóng trong vật chất, lạnh cũng là một hình thức của lửa. Cả nóng lẫn lạnh đều nằm trong thành phần lửa của vật chất, và cả hai đều có năng lực làm cho vật chất trở nên chín mùi, hay nói cách khác tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được tồn tại hay bị hư hoại đều do thành phần lửa. Trái với ba thành phần khác trong tứ đại, lửa cũng gọi là Utu, có năng lực làm cho vật chất
tự mình hồi sinh. Gió là thành phần di động. Chính thành phần gió trong vật chất tạo nên sự vận chuyển và được xem là năng lực làm phát sanh hơi nóng. Sự di động và nhiệt lực trong phạm vi vật chất cũng tương đương như tâm và nghiệp trong phạm vi tinh thần. Tứ đại đất nước lửa gió là những đơn vị căn bản của vật chất, luôn luôn pha lẫn với bốn chuyển hóa là màu sắc, hương, vị và bản chất dinh dưỡng. Tứ đại và bốn chuyển hóa luôn luôn dính liền nhau và liên quan với nhau rất mật thiết. Nhưng trong một loại vật chất, thành phần này có thể trội hơn thành phần khác. Thí dụ như trong đất, thành phần đất trội hơn ba thành phần kia. Trong nước thì thành phần nước trội hơn. Trong lửa thì thành phần lửa và trong không khí thì thành phần gió trội hơn. Như vậy, vật chất gồm có những năng lực và những đặc tính trong trạng thái liên tục biến đổi, luôn luôn trôi chảy như một dòng suối. Theo Phật giáo, vật chất chỉ tồn tại trong thời gian bằng 17 lần một chập tư tưởng. Tâm, thành phần quan trọng hơn trong guồng máy phức tạp của con người, gồm có 52 trạng thái tâm, luôn luôn biến đổi. Thọ hay cảm giác là một, tưởng hay tri giác là một tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại gọi chung là hành, hay là những sinh hoạt có tác ý của tâm. Trong 52 trạng thái tâm, hay tâm sở tác ý, hay ý muốn làm là quan trọng nhất. Tất cả tâm sở đều phát sanh trong thức hay tâm. Theo triết học Phật giáo, không có một khoảnh khắc nào mà tâm có thể trống rỗng, nghĩa là không lúc nào không có một loại tâm duyên theo một đối tượng vật chất hay tinh thần. Thời gian tồn tại của một loại tâm như vật gọi là chập tư tưởng. Khi một chập tư tưởng diệt, tức khắc có một chập mới phát sanh. Như vậy, những chập tư tưởng liên tục nối tiếp và thời gian tồn tại của một chập tư tưởng thật ngắn, khó mà quan niệm được. Mỗi chập tư tưởng gồm ba giai đoạn: sanh, trụ và diệt. Ngay khi một tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt, tức khắc giai đoạn sanh của chập tư tưởng kế khởi lên. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, mỗi chập tư tưởng khi diệt chuyển tất cả năng lực và tất cả những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp. Mỗi chập tư tưởng mới gồm những tiềm năng do chập tư tưởng trước trao lại, và thêm vào đó còn có cái gì khác nữa. Như vậy, có sự luân lưu không ngừng của tâm. Luồng tâm như một dòng suối, luôn luôn trôi chảy. Chập tư tưởng mới không hoàn toàn giống chập tư tưởng trước, bởi vì thành phần cấu tạo đã đổi mới, mà cũng không tuyệt đối là khác, bởi vì cả hai cùng nằm trong một luồng sống, một dòng đời. Không có chúng sanh đồng nhất, nhưng có sự đồng nhất trong tiến trình đời sống của chúng sanh. Không nên nhận định rằng tâm là một chuỗi dài những chập tư tưởng riêng biệt, kế tiếp nối liền với nhau như một sợi dây xích hay một đoàn những toa xe lửa nối liền. Trái lại, nó liên tục trôi chảy như một dòng sông, luôn luôn tiếp nhận dồi dào những thành phần mới từ những chi lưu ngũ quan và luôn luôn cung cấp cho thế gian chung quanh những tư tưởng mới thu nhập trên đường đời. Nó bắt đầu sống tại nguồn và chết tại miệng sông. Trong chuỗi dài những trạng thái tâm, có sự kề nhau đối tiếp mà không có trạng thái chập chồng cái này trên cái kia, như có người lầm tưởng. Không có chập tư tưởng đã qua mà còn trở lại, không có chập tư tưởng hoàn toàn giống hệt chập qua. Những trạng thái ấy luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Hạng phàm nhân còn lúng túng trong ảo mộng, lầm nhận sự liên tục giả mạo bên ngoài ấy là cái gì vững bền, vĩnh viễn,
không đổi thay, và còn đi xa đến nỗi đưa một linh hồn trường tồn bất biến vào trong cái tâm luôn luôn biến đổi. Bốn loại hiện tượng tâm linh hợp với một hiện tượng vật lý tạo nên ngũ uẩn, sự kết hợp vô cùng phức tạp của năm thành phần cấu tạo một chúng sanh. Mỗi cá nhân là sự phối hợp của năm uẩn ấy. Nhìn ra đại dương, ta thấy một biển nước bao la những thành phần bé nhỏ trong biển cả, là sự kết hợp của nhiều giọt nước li ti. Trên bờ biển, cát nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ thấy một thảm cát trải dài trên bãi. Những lượng sóng kế tiếp nhô lên rồi tan ra trên mặt cát, nhưng một cách chính xác, không có một lượng sóng đồng nhất, bất biến, từ đáy sâu của biển cả nhô lên để rồi tan mất sự đồng nhất ấy trên bãi cát. Xem cine, ta thấy cảnh vật di động trên màn ảnh, nhưng thực ra chỉ có những hình ảnh riêng biệt liên tục tiếp dẫn theo một tốc độ nào, và cho ta cảm giác đang nhìn một hoạt cảnh liên tục. Ta không thể nói hương hoa tỏa ra từ tai hoa, nhụy hoa hay từ sắc màu của hoa, nhưng mùi thơm là của hoa. Cùng một thế ấy, mỗi cá nhân là sự kết hợp của năm uẩn. Toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm vật lý ấy luôn luôn trở thành rồi tan biến, sanh rồi diệt. Đôi khi Đức Phật dùng danh từ thông thường mà gọi tiến trình ấy là ta hay atta. Tuy nhiên, đó chỉ là một tiến trình luôn luôn biến đổi, chứ không phải là một thực thể trường tồn bất biến. Phật giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cá tính theo nghĩa thông thường của nó. Phật giáo chỉ phủ nhận trong định nghĩa cùng tột, một chúng sanh bất biến, một thực thể vĩnh cửu, chứ không phủ nhận có sự liên tục trong tiến trình. Danh từ triết học Phật giáo gọi một cá nhân là Santati, một sự trôi chảy, một triều lưu hay sự liên tục. Dòng triều lưu bất tức hay sự liên tục không ngừng ấy của hiện tượng tâm vật lý do nghiệp lực tạo điều kiện đã bắt nguồn từ quá khứ xa xôi mà ta không thể quan niệm, và sẽ còn liên tục diễn tiến trong tương lai vô tận. Ngoài trừ trường hợp ta áp dụng bát chánh đạo một cách đầy đủ và đúng mức, chính dòng triều lưu liên tục của hiện tượng tâm vật lý ấy là cái mà các hệ thống tín ngưỡng khác gọi là cái ta vĩnh cửu hay cái linh hồn trường tồn. Nếu không có linh hồn, coi như một thực thể đơn thuần, không biến đổi, thì cái gì tái sanh? Theo Phật giáo, sanh là sự kết hợp của những uẩn hay nhóm hợp thể, cũng như sự tái sanh của một trạng thái vật chất, phải do trạng thái trước làm nguyên nhân và tạo điều kiện. Những hiện tượng tâm vật lý này cũng phát hiện do những nguyên nhân từ trước khi sanh làm điều kiện. Tiến trình biến đổi hiện tại là kết quả của lòng khao khát, ham muốn, duyên theo sự biến đổi trong một kiếp sống trước. Và bản năng ham muốn tự nhiên trong hiện tại sẽ tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Trong một kiếp sống, tiến trình của đời sống có thể diễn tiến mà không cần có một thực thể trường tồn di chuyển từ chập tư tưởng này sang chập tư tưởng kế, thì một loạt tiến trình cũng có thể đặc tính mà không cần có một cái gì khác chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thuyết tái sanh của Phật giáo không phải thuyết chuyển sinh linh hồn, hiểu như có sự di chuyển của một linh hồn từ thân xác này đến cơ thể vật chất khác. Trong sách vua Milinda Vấn Đạo và Thanh Tịnh Đạo, Đại Đức Nagasena và Đại Đức Buddha Gosa đã dùng nhiều truyện ngụ ngôn để giúp ta lãnh hội dễ dàng định luật tái sanh của Phật giáo. Câu chuyện mồi lửa rất là rõ ràng,
đời sống xem như một ngọn lửa, và hiện tượng tái sanh như sự mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác. Ngọn lửa của đời sống liên tục tiếp diễn, mặc dù có sự gián đoạn bộc lộ ra bên ngoài mà ta gọi là cái chết. Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: Kính bạch Đại Đức, phải chăng có sự tái sanh mà không có gì chuyển sinh thân này đến xác thân khác? Đúng như vậy, sự tái sanh diễn tiến không cần có cái gì chuyển sinh thân này đến thể xác khác. Xin Ngài ban cho một thí dụ. Tâu Đại Dương: Thí dụ, người nọ dùng lửa của cây đèn này để mồi cây đèn kia. Có phải ngọn lửa cây đèn này chuyển sang cây đèn kia không? Kính bạch Ngài, không phải vậy. Đúng thế, Tâu Đại Dương. Tái sanh diễn tiến không cần có sự di chuyển của một cái gì từ nơi này đến nơi khác. Kính bạch Đại Đức, xin Ngài ban cho một thí dụ khác. Tâu Đại Dương, Ngài còn nhớ không? Thuở nhỏ đi học, ông thầy dạy làm thơ, đọc cho Ngài nghe một vài dần thơ để Ngài đọc theo đến thuộc lòng. Bạch Ngài, có như vậy. Vậy Tâu Đại Dương, có phải lời thơ chuyển từ ông thầy sang trí nhớ của Đại Dương không? Bạch Ngài, không. Cùng một thế ấy, Tâu Đại Dương, hiện tượng tái sanh diễn tiến mà không cần có cái gì chuyển từ chỗ này sang qua nơi khác. Và Đức Vua Milinda hỏi tiếp: Kính bạch Đại Đức, vậy thì cái gì tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác? Tâu Đại Dương, chính danh và sắc, phần tâm linh và phần vật chất cũng được sanh ra trong kiếp sống kế. Có phải cũng tâm và thể xác trước được di chuyển đến và sanh trở lại trong kiếp sống sau không? Tâu Đại Dương, không phải chính tâm và thể xác trong kiếp trước được sanh trở lại trong kiếp sống này. Tuy nhiên, danh và sắc ở kiếp trước đã hành động, gây nhân tạo nghiệp thiện hay ác, và tùy thuộc nơi nghiệp ấy, tâm và thể xác được sanh ra trong kiếp này. Kính bạch Đại Đức, nếu không phải chính tâm và thân trước được sanh trở lại trong kiếp kế, thì ta có thể tránh khỏi quả báo của những hành động bất thiện không? Nếu không có sự tái sanh, thì ta không còn trả quả của những hành động bất thiện. Nhưng Tâu Đại Dương, ta đã tái sanh trong một kiếp sống khác, thì tất nhiên phải còn chịu hậu quả của những hành động quá khứ. Kính thỉnh Đại Đức cho một thí dụ. Tâu Đại Dương, cũng như người nọ bẻ trái xoài của một người khác, bị chủ bắt, nạp cho vua và thưa: Tâu Đại Dương, người này đã lấy của tôi một trái xoài. Và người nọ trả lời: Tâu Đại Dương, tôi không có lấy trái xoài của ông ấy. Trái xoài mà tôi bẻ không phải là trái mà ông ấy đã trồng ra cây xoài. Vì vậy tôi không đáng bị trừng phạt. Vậy Tâu Đại Dương, người lấy trái xoài có đáng bị phạt không? Kính bạch Đại Đức, chỉ như người ấy đáng tội. Vì lẽ gì? Bạch Ngài, dù có diện lẽ nào để chạy tội, người ấy cũng đáng bị phạt. Vì trái xoài mà người ấy bẻ là do xoài của ông kia trồng ra cây. Cùng một thế ấy, Tâu Đại Dương, với tâm và thân này, ta làm một điều gì thiện hay ác, và do hành động ấy, một tâm và thân khác được sanh ra trong kiếp mới. Như vậy, ta không tránh khỏi sự ràng buộc của nghiệp quá khứ. Đại Đức Buddhaghosa giải thích điểm phức tạp này bằng những thí dụ như tiếng dội, ánh sáng, con dấu và sự phản chiếu của mặt gương. Một văn hào hiện đại cũng giải thích tiến trình tử sanh ấy bằng một loạt những quả bi da. Thí dụ như, nếu một quả bi da lăn đến đụng một quả khác đang ở yên một chỗ, thì quả lăn tới ngưng lại và quả bị đụng lại lăn. Không phải quả banh lăn chuyển sang quả banh bị đụng, nó vẫn còn nằm lại phía sau, nó chết. Nhưng ta không thể phủ nhận rằng
chính sự di chuyển của nó, sức xung kích của nó, cái kết quả dĩ nhiên, hay cái nghiệp lực của quả banh trước phát hiện trong quả banh kế, chứ không phải một chuyển động mới khác được tạo ra. Cùng một lối ấy, để dùng những danh từ thông thường, xác thân chết và nghiệp lực tái sanh trong một cơ thể khác mà không cần có cái gì di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp khác. Chúng sanh mới được sanh ra, không thể hoàn toàn là một, nhưng cũng không tuyệt đối khác hẳn với chúng sanh vừa chết, bởi vì cả hai cùng nằm trong một luồng nghiệp, chỉ có sự liên tục của dòng đời triền miên thay đổi, tiếp diễn trong một thể xác mới, bất di bất dịch, chuyển sang từ thể xác này sang thân khác.